hẳn mỗi chúng ta ai cũng đã, đang và sẽ có những ước mơ trong đời. Một thể hình đẹp ư, đó cũng là một ước mơ. Một tình yêu xanh mượt, rõ ràng người ta cũng có thể ước như thế. Tiền tài, danh vọng, sự nổi tiếng và cuộc sống giàu sang, hẳn đây không chỉ là ước mơ mà còn là đích đến của rất nhiều người. Nhưng mà ước mơ có phải là thứ quan trọng nhất để làm nên một cuộc đời ý nghĩa không? Trong bài viết The Most Important Question of Your Life, tác giả Mark Manson đã đưa ra một quan điểm đáng suy ngẫm như sau. Tôi có một câu hỏi thú vị hơn cho bạn này. Một câu hỏi mà tôi dám chắc là trước nay bạn chưa từng nghĩ tới. Đó là bạn muốn nỗi đau nào trong cuộc đời này? Bạn sẵn sàng về cái gì mà cam chịu mọi khó khăn nhọc nhằn thế? Bởi vì trả lời được câu hỏi như vậy, bạn mới nắm được yếu tố quyết định đến việc cuộc sống của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào. Nếu như bạn đang trong hành trình tìm kiếm lẽ sống cho bản thân, hãy cùng Spider Room khám phá quan điểm của tác giả Mark Manson qua bản dịch. Tại sao bạn nên tìm một nỗi đau để cam chịu trong cuộc đời này? Từ dịch giả Thảo Anh ơi nhé. Cùng bắt đầu thôi nào. Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show Em Út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Chúng ta đều muốn một công việc xịn đét và tự chủ về mặt tài chính, nhưng chẳng mấy ai chịu đựng xuyên suốt 60 tiếng làm việc một tuần, với những lần di chuyển mệt mỏi để đến nơi làm việc, với việc phải đối mặt với cả mớ thủ tục giấy tờ rườm rà để làm lụng dưới sự chỉ đạo của một đống ban bệ tùy tiện rối rắm, để bị giam trong một khối vuông chật hẹp có tên văn phòng mà không mấy ngày độc lập. Con người ta đều muốn được trở nên giàu có mà không phải bỏ sức đương đầu với những rủi ro, những hy sinh cá nhân, cũng không muốn phải chờ đợi thật lâu và tới khi tích lũy đủ của cải thì mới được mỉm cười hài lòng. Chúng ta đều thèm khát những lần ân ái đê mê và một mối quan hệ chỉ có thăng mà không có trầm. Nhưng chẳng mấy ai sẵn sàng cùng người yêu thương vượt qua những cuộc đối thoại khó khăn, những lần tranh cãi căng thẳng, những khoảng lặng như cào xé tâm can, những cảm xúc đau quặn không ngớt và cả những cơn giông bão của cảm xúc và tinh thần để đạt được sự thèm khát ấy. Họ nhìn nhận nỗi đau như một thứ tiêu cực trong mối quan hệ và họ muốn tránh nó bằng mọi giá. Trong khi đó, nỗi đau thực tế mà nói thì phức tạp hơn. Chúng ta đều có khả năng, mà theo tôi là có trách nhiệm, gán cho nỗi đau của mình một ý nghĩa để những nỗi đau cũng có thể trở thành mục đích sống. Nhưng đa số mọi người không hề nhận ra điều này và vậy nên họ sống một cách ổn định. Họ trôi đi trong sự bình lặng và tự hỏi, sẽ ra sao nếu... Trong hàng chục năm, cho tới khi câu hỏi chuyển biến từ sẽ ra sao nếu thành điều đó đã có thể rất khác, đúng không? Hạnh phúc đòi hỏi ta phải gặp trắc trở và nỗ lực đấu tranh để giải quyết chúng. Sự tích cực thực chất chính là tác dụng phụ ta nhận được trong quá trình xử lý những tiêu cực trong đời. Bạn có thể né tránh đối diện với sự tiêu cực nhưng không thể ngăn chúng trở lại và gào thét vào một lúc nào đó khác trong đời. Về bản chất của hành vi, nhu cầu của mỗi chúng ta đều ít nhiều có điểm tương đồng. Ai cũng có thể dễ dàng tiếp nhận những điều tích cực. Nhưng chính những thứ tiêu cực mới là thứ đáng để chúng ta lao tâm khổ tứ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Do đó, những gì chúng ta nhận được trong cuộc sống chẳng đến từ những cảm xúc dễ chịu, hài lòng mà chúng ta mong cầu, mà nó đến từ những cảm xúc đau buồn, chạm đáy, những cảm xúc mà chúng ta sẵn sàng đối mặt và đi qua, để rồi chúng đưa chúng ta đến hạnh phúc thực sự. Chúng ta ai cũng mong muốn có một vóc dáng thật nóng bỏng, nhưng ta sẽ chẳng thể chạm được đến điều ấy nếu như ta không thực sự tận hưởng những thớ cơ, vùng da thịt đau nhức nhối, những lần cơ thể bị đẩy đến giới hạn vì tập luyện với cường độ không tưởng ở phòng tập hàng giờ. Hay ta không dám yêu lối ăn uống bắt buộc phải tính toán và định lượng trong từng thứ ta đưa vào miệng, cái lối ăn uống yêu cầu kỷ luật đến tận từng phần ăn bé tí ti. Chúng ta ai cũng muốn bắt đầu một cơ ngơi kinh doanh hào nhoáng của riêng mình hoặc đạt được độc lập tài chính dài lâu. Nhưng ta nào có thể trở thành một doanh nhân thành công mà không tìm ra được cách để nâng niu những rủi ro, những trúc trắc bất ổn, những thất bại xoay vòng và lao động điên cuồng cho một thứ mà ta chẳng thể biết nổi liệu nó có thành hay bại. Chúng ta ai cũng muốn có một người bạn đời, một tri kỷ hoàn hảo, nhưng sau cùng ta sẽ không thể thu hút hay ở cạnh ai dài lâu khi mà chính ta không thể bao dung với những dòng cảm xúc hỗn loạn, những lần bị chối bỏ, những cuộc yêu khốn khó và thờ ơ cho những cuộc gọi tìm đến nhau.
đó là một phần của trò chơi có tên tình ái. Ta chẳng thể nào thắng nếu như không chấp nhận dấn thân vào trò chơi. Thứ mà định hình nên thành công trong cuộc sống của bạn không phải là bạn muốn hưởng thụ điều gì. Câu hỏi đúng phải là nỗi đau nào bạn muốn chịu đựng và vượt qua. Chất lượng của cuộc sống này không được hình thành từ những điều tích cực dễ dàng, mà sẽ là trái ngọt ta hái được sau những trải nghiệm tiêu cực. Thế nên khi bạn biết cách đối phó với những điều tiêu cực cũng là khi bạn biết cách để tạo ra được sự hài lòng trong cuộc sống này. Có quá nhiều lời khuyên dở ói ở ngoài kia đang ra giả là bạn sẽ có được mọi thứ bạn muốn, miễn là bạn muốn nó đủ nhiều. Ai mà chẳng muốn một thứ gì đấy, mà chúng ta thì luôn thèm khát thứ ấy đủ nhiều. Nhưng là ta chỉ là chẳng biết thứ gì đó ấy là gì, hay đúng hơn là ta không hiểu thứ gì đang là thứ làm ta sống đủ thèm khát. Bởi lẽ, nếu như bạn muốn có được thứ gì đó trong đời, bạn buộc phải thèm khát cả những thứ đánh đổi tương ứng. Bạn muốn có một thân hình ngon nghẻ bạn cần phải muốn cả những lần tắm trong mồ hôi, quặn vì đau nhức, hy sinh cả những buổi sáng dễ chịu trong chăn ấm nệm êm để cho cơn thèm ăn hành hạ. Và bạn muốn mỉm cười cưỡi sóng trên chiếc du thuyền sang chảnh bạn cũng phải mỉm cười trong những lần thâu đêm làm việc, khi bạn bước những bước kinh doanh đầy rủi ro và khả năng đối mặt với sự căm phẫn của 1 hoặc 10.000 người khác. Nếu như bạn thấy bản thân mình đang hằng ao ước một thứ này từ ngày này qua tháng kia, năm này tới năm khác, mà đến tận bây giờ đây bạn vẫn chưa có gì xảy đến và bạn chưa tiến được thêm bước nào lại gần để chạm tay vào cái thứ đấy, thì có lẽ là điều bạn mơ ước ấy chỉ là một thứ viển vông thôi, thứ được lý tưởng hóa và là một điều hứa hẹn hão huyền. Có lẽ điều bạn mơ ấy chẳng phải là thứ bạn muốn đâu, bạn chỉ đang thích thú với cảm giác mong muốn nó thôi. Có lẽ bạn chẳng thật sự thèm khát thứ này đến thế. Có đôi khi tôi cũng hỏi người ta rằng bạn sẽ chọn được chịu cực khổ như thế nào. Có người đó sẽ nghiêng đầu khó hiểu và nhìn tôi như thể tôi có 24 cái lỗ mũi vậy. Nhưng mà tôi hỏi điều đó vì chính nó sẽ nói cho tôi biết về bạn sâu hơn là những sự thèm khát và mộng tưởng đơn thuần. Bởi vì bạn phải chọn một thứ mình dám đau đầu vì nó. Bạn nào có thể sở hữu một cuộc sống trơn tru? Cuộc sống này đâu thể tràn đầy hoa hồng mọi lúc. Và sau cùng mà nói thì câu hỏi khó nhằn đó vẫn luôn là câu hỏi thực sự quan trọng. Đâu là điều làm ta thỏa mãn? Mãi là một thứ dễ hỏi, dễ trả lời. Và gần như tất cả chúng ta đều có câu trả lời xem không mấy khác biệt. Câu hỏi thú vị thực sự ở đây phải là về nỗi đau. Khi trả lời được câu hỏi này, cuộc đời bạn sẽ thực sự bước sang trang mới. Nó chỉ ra cái gì làm nên tôi, cái gì mới làm nên bạn. Đó là thứ định nghĩa mỗi cá thể trong chúng ta một cách hoàn toàn khác biệt khỏi nhau. Và sau cùng cũng là thứ gắn kết chúng ta lại. Hầu như trong suốt quãng niên thiếu và tập trưởng thành của mình, tôi đã luôn mơ mộng đến một ngày bản thân sẽ trở thành một nhạc sĩ, đặc biệt là một ngôi sao nhạc rock cừ khôi. Cứ mỗi khi tôi nghe đến một bài hát đỉnh cao, tôi sẽ đều nhắm nghiền đôi mắt lại và mường tượng ra viễn cảnh bản thân mình đang đứng trên sân khấu và say mê với bài hát ấy cho đám đông đang gào thét trong đê mê vì ngón đàn thần sâu của tôi. Ảo mộng này có thể níu giữ tôi hàng giờ liền trong đó, và sự mộng mơ vẫn được tôi ấp ủ trong suốt những tháng năm đại học, kể cả là sau khi tôi đã bỏ trường nhạc và bỏ cả chơi nhạc một cách nghiêm túc rồi. Nhưng ngay sau cả hàng loạt sự kiện ấy xảy ra, câu hỏi ám ảnh lấy tôi vẫn chẳng phải là tôi có đủ khả năng để chơi nhạc và khuấy động một đám đông hay không, mà tôi chỉ chăm chăm lúc ấy nghĩ là khi nào. Tôi cứ chờ đợi thời gian phù hợp để dồn tâm huyết của mình vào, để biến ước mơ của mình ra ngô ra khoai. Trước tiên tôi sẽ tốt nghiệp đại học đã, sau đó tôi sẽ dùng tấm bằng ấy để kiếm tiền nuôi đam mê. Tiếp theo tôi sẽ cần chờ thời điểm để đầu tư cho ước mơ. Rồi sau đó thì... làm gì còn có sau đó nữa. Mặc dù cho thân tôi đã ôm ảo mộng kia với hơn nửa quãng đời của mình, thì thực tại tôi vẫn chẳng bao giờ có được nó. Và ảo mộng ấy đã cuỗm mất của tôi một quãng thời gian dài hơi, cũng như cả ta những trải nghiệm tiêu cực, chỉ để sau cùng giúp tôi tìm ra một chân lý. Tôi không thực sự muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock như trong tưởng tượng ấy. Tôi đúng là đã mê mệt với kết quả. Đó là hình ảnh mà tôi trên sân khấu sáng đèn với người hâm mộ vây quanh cuồng nhiệt. Tôi sẽ đứng giữa họ cháy hết mình với cây đàn, với âm nhạc, với đam mê. Nhưng mà tôi lại không hề thích thú cái quá trình khổ luyện cho ngày ấy. Và vì lẽ đó tôi thất bại ê chề. Điều này cứ lặp đi lặp lại. Mà đùa ai vậy chứ? Tôi còn chẳng cố gắng đủ để mà gọi là thất bại. Tôi gần như chẳng buồn thử cố gắng một chút nào. Hãy thử nghĩ về chuỗi ngày nối ngày vất vả luyện tập, rồi lại phải tự mình ngược xuôi đi tìm thành viên để lập band. Tiếp theo là nỗi đau bị liên tiếp từ chối trước khi có được hợp đồng biểu diễn. Và vượt qua thực tế là làm thế nào để khán giả xuất hiện và chịu ngó ngàng tới một gương mặt mới toanh trên sân khấu. Chuyện gì có thể xảy ra tiếp đây? Dây đàn có thể đứt, âm thanh có thể bị trục trặc. Rồi ai sẽ là người phải vác cả vài chục ký lô nhạc cụ sau mỗi buổi tập về nhà ngoài tôi đây?
để lên được đỉnh cao của ước mơ thì ta còn có cả một trái núi sừng sững chờ chinh phục. Và tôi đã tốn cả một quãng thời gian dài chỉ để nhận ra tôi không hề thích việc leo núi. Tôi chỉ đơn giản là thích mê cái viễn cảnh khi nhìn xuống từ đỉnh cao mà thôi. Xã hội này sẽ chửi vào mặt tôi rằng tôi là một kẻ thất bại toàn tập. Người theo đạo self-help thì sẽ nói tôi chưa đủ dũng cảm và niềm tin vào bản thân. Hội doanh nhân ngoài kia thì sẽ bảo tôi mới chết nhát làm sao khi đầu hàng để bằng lòng với những điều tầm thường trong cuộc sống. Nhưng sự thật thì nhạt nhẽo hơn thế nhiều. Tôi đã nghĩ tôi muốn một thứ này, như là trở thành một ngôi sao âm nhạc đình đám. Nhưng hóa ra tôi không hề muốn thế, chấm hết. Tôi của khi ấy chỉ muốn trái ngọt, chứ đâu phải chuỗi ngày trồng cây. Tôi của khi ấy chỉ chăm chăm đợi kết quả mà không chịu đựng một quá trình để đến đấy. Sự mê mẩn của lòng mình, tôi đâu có dành chỗ cho những cuộc chiến đấu. Tôi chỉ lưu tâm về hào quang rực rỡ. Mà cuộc đời thì không hề xảy ra theo cách ấy. Bạn là ai trong cuộc đời này được định nghĩa bởi những giá trị bạn sẵn lòng để chịu đựng mà đạt được. Những ai yêu thích được sự đánh vật của phòng gym đều là những người sẽ có được thân hình như ý. Những ai tận hưởng được hàng tuần làm việc dài và thích nghi được với bộ máy công ty đều rồi sẽ thăng tiến trong sự nghiệp. Những người cảm nhận được niềm vui trong cái bấp bênh của làm nghệ thuật cuối cùng cũng sẽ là những người được rạng danh tên tuổi. Đây thì không phải là lời tôi kêu gọi bạn phải gan góc lên hay là mấy lời khuyên tạo động lực kiểu không nỗi đau dứt lá làm sao nổi nhành mai. Đây chỉ là điều cơ bản nhất trong cuộc sống thôi, rằng những nỗ lực vượt khó khăn của chúng ta mới chính là thứ quyết định thành công ta đạt được. Nên là bạn thân mến à, hãy chọn nỗi đau mà mình sẽ trải qua thật khôn ngoan vào nhé. Và đó là lý do tại sao bạn nên tìm một nỗi đau để cam chịu trong cuộc đời này. Bạn nghĩ sao về quan điểm sống trên? Chúng mình đợi ý kiến của bạn ở phần comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Mình là Khánh Linh. Bye!